Xin chào các bạn, chào anh quay trở lại trên kênh tính. Video này thì tôi sẽ mở hộp một cái áo mà tôi mua trên Shopee về nhé, mà tôi cảm giác nó rất là nhẹ nhé. Đây, bao hàng nguyên nhé, nguyên vẹn chưa bóc nhé. Tôi cảm giác đây, dán ở đây. Của cái 5S Official, nó là cái áo khoác nam 5S 5 màu trần bông cao cấp siêu ấm siêu nhẹ form trẻ trung. Nó là màu ghi, tôi là đặt là cái màu tím than gì đó, nhưng mà xóm hết, shop lại gọi điện tôi bảo đổi màu ghi. Ok thì tôi sẵn sàng đổi được vì shop gọi đây. Giá ở đến đây cả ship đến đây 305. Ok giờ tôi sẽ bắt đầu mở nhé. Là dính chặt quá. Rồi ôi. Đúng không? Nhẹ lắm các bạn, nó khoảng lạng hơn lạng thôi. Nó là có ấm không? Mình sẽ test thử nhá. Đây mình sẽ mở hộp ra xem đi. 300, 305 ghi là thì ship là tầm khoảng hơn 5k thôi, vì mình mua là 399k. Ồ cái này cũng không dày mấy các bạn ạ. Nói chung là đường nha, đường chỉ đường mét thế kiểu thì ok. Đây không biết thì cho các bạn là để ổ túi khá sâu. Ok, mình thích nhất là áo quần gì túi sâu. Đây, form cổ mình thấy nhẹ lắm, mình không biết là không biết phải tưởng áo khoác không, mình hỏi thắc mắc nên cứ phải mở nó xem. Ôi dồi ôi, cái này mà nó ghi 950 đây, nó có trần nhá, nó có trần. Wow, nếu mà bán ở ngoài nó là ghi là 959k đó các bạn. Nhưng mà mình mua 300k. Thôi mình hơi buồn cười một tí. Nếu mà bán ngoài các bạn mà cả tầm 600-700 là chết rồi, coi như là các bạn lỗ mấy trăm rồi. Thôi đây, đây cái khóa đây. Ok, về đường chỉ thì ok nhé. Đó, mình sẽ dùng cái đèn cho bạn xem. Nói chung thì nó phải có khá trẻ trung và đẹp đây, mặt sau của nó đây. À, chắc chắn thì mình không biết là ấm như cái loại hôm nọ mình mua không. Loại nọ mua khá là ấm nhá. Đó, bên mặt trong mở luôn cho bạn xem luôn. Cái gì nó phải thực tế các bạn nào. Mình chưa biết là có vừa hay không. Mình mua size là size L. Mình cao tận mét thấy kìa. Bên trong có túi này, bên trong có túi nhá. Bên trong có một túi này. Bên này túi này, hai túi. Rồi. Đó, 5S ở đây. Rồi ok. Theo mình ấy, đánh giá chung thì áo này với giá tiền là 300k là mua được nhé, đáng với đồng tiền nhé. Nếu các bạn thích mua sản phẩm này thì các bạn vui lòng click vào cái link bên dưới mô tả, là mình sẽ để cái link các bạn mua cái sản phẩm này ở bên dưới này để cho các bạn dễ tìm nhé. Rồi một lần nữa xin chào các bạn nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ video cho mình nhé. Chào các bạn.